đặc sản các nước trên thế giới. Ni hao. Sawasdee. Bánh đậu su. Bánh đậu đậu Việt Nam nhỉ? Món ăn của đặc sản của nước nào? Câu tiên. Từ từ em không được ấy. Đây là Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam à? Đúng rồi. Nào. Chắc chắn là một nước Đông Nam Á. Thái Lan. Rồi, sao biết? Không biết, đoán bừa. Có gì mình xuống. Ni hao. Cô chú Trung Quốc rồi. Quý ngữ Trung Quốc. Trung Quốc, Trung Quốc. Đây là gia vị lẩu. Gia vị lẩu, không phải. Campuchia. Không phải. Lào. Đây là xa lá. Đây là gia vị của Trung Quốc, cái lẩu của Trung Quốc rồi. Tứ xuyên. Thôi gợi ý. Ấn Độ. Gợi ý là sai. Xuống. Đâu nha. Cho em một gợi ý đi. Không gợi ý. Quốc gia có một từ. Đúng. Không phải. Ý. Không phải. Có một từ bắt đầu U. Uzbekistan. Uzbekistan. Ume. Ui ạ. Đúng rồi đó. Hamburger. Hamburger. Mỹ. Đúng rồi, Mỹ. Rồi, giỏi. Taco. Taco. Ấn Độ. À, Mexico. Mexico, đúng rồi. Đây là cà ri đúng không? Không phải cà ri. Đây là súp. Nó là súp. Bí đỏ. Cái món này là một nước châu Âu. Thôi chị. Màu đỏ cam. Hà Lan. Hà Lan à? Ừ. Không phải. Ba lần tiếp. Bồ Đào Nha. Gần đúng rồi. Bồ Đào Nha. Đúng rồi, Tây Ban Nha. Món này là món đó. Mozzarella. Italy. Italy. No. Cái này là gì? Cái này nổi tiếng nhất ở đâu? Phô mai nổi tiếng nhất ở đâu? Mẹ con phô mai nhớ đâu biết. Phô mai sao không phải? Hà Lan. Đúng rồi, Hà Lan. Rồi. Thôi cái gì ơi, rượu từ từ. Nga. Mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cái này chắc là phải Ý rồi. Ở đâu? Ý. Italy. Không phải Ý. Đức. Không phải Đức. Bạn ở Đức, Pháp. Không phải Pháp. Cái này là món lẩu phô mai nhưng mà của nước nào? Đan Mạch à? Đan Mạch à? Cũng kiểu kiểu các nước này đấy. Gần đúng rồi. Đức. Các khu đấy cơ mà. Không phải. Thôi là đặc khu á. Thụy Điển. Thụy Điển. Mày đi xuống. Thụy Sĩ. Rồi, Thụy Sĩ. Cà rông. Đố biết ở đâu? Việt Nam. Mặc cà rông. Mặc cà rông. Em đặt bừa. Pháp. Đúng rồi, Pháp. Thịt có tàu. Thịt có tàu. Việt Nam. Không phải Việt Nam. Tài quản. Không phải Trung Quốc. Tàu mà. Món này trông giống thịt kho tàu luôn nhưng không phải thịt kho tàu. Trung Quốc. Không phải Trung Quốc. Đài Loan. Không phải Đài Loan. Nó là một nước Đông Nam Á. Thái Lan. Không phải Thái Lan. Mông Cổ. 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 Về đi. Philippines. Chuẩn. Mông Cổ. Mông Cổ. Món này là món Abobo. Abobo. Adobo. Ghê. Ủa Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa Finland. Finland. Nhật Bản, Nhật Bản. Ok, Nhật Bản tiếp. Cái quần mát kẹt. Đây là nui, nui xào. Ừ, kiểu đấy. Ý. Không phải Ý đâu. Cái này là mì ống phô mai nhưng mà không phải chữ Ý đâu. Pháp. Không phải Pháp. Sawasdee. Thái Lan. Không phải Thái Lan. Thụy Điển. Không phải, cũng Thụy. Thụy Sĩ. Thì đây là thịt kiều. Đúng rồi. Thịt kiều thì chắc chắn là The Son of Sin. Hà Lan. Hy Lạp. Thụy Điển. Không phải Thụy. Liên bang Nga. Liên bang Nga. Thổ Nhĩ Kỳ. Không phải Thổ Nhĩ Kỳ. New Zealand. Không phải. Ireland. Ireland á. Không phải. Scotland. Không phải Scotland. Ireland. Iceland rồi. Bánh Pháp. Pháp à? Không phải đâu. Việt Nam mình hay ăn thôi nhưng mà không biết nguồn gốc nó đâu. Biết mốt croissant. Không croissant. Ý. Không phải Ý. Ghen mò. Không phải. Nhờ cái bánh mà trong cái hộp kim chỉ không? Sasami. Tây Ban Nha. Không phải Tây Ban Nha. Không phải. London. Không phải. Đan Mạch. Danish đúng rồi, Đan Mạch. Sẽ chua hả? Hy Lạp á? Không phải. Ý. Cây. Ý. Ghê, rất là lùng. Đi đây. Hàn Quốc. Bánh đậu su. Không phải. Ấn Độ đi. Không phải. Cái này thấy vô trên TikTok. TikTok.